Xin kính chào các thượng đế. Tranh thủ trước giờ cơm cháo thì báo cáo với lại các thượng đế, combo băng cassette lên sóng buổi sáng ngày hôm nay, 10 cuộn băng loại băng cũ tổ Maxen UD2 đã được một sư phụ U70 ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Trần Văn Chốt. Đây là mã số của đơn hàng. Đệ coi như thế là gửi đi 11 cuộn, thì trong đó là có một cuộn băng Sony. Đệ đã thâu chương trình nội dung là Giao Linh Tuấn Vũ. Kính biếu sư phụ để sư phụ vui tuổi già. Thế còn 10 cuộn băng cụ tổ là 600.000 đồng là riêng. Thế là để kính biếu sư phụ một cuộn băng Sony để đã thâu nội dung chương trình rồi. Chiều thì đệ sẽ gửi cho thầy. Còn bây giờ thì xin thưa tới các thượng đế. Trân trọng kính mời mọi người nội soi chiếc đài Sanio. Đây, cái mặt tiền của cái đài đây. Đài Sanio này. Có model là M9030K. Đấy, tem nổi. M9030K. Đây là bên trong này. Đây, một cái chân ốc này. Chân ốc này bị gãy này. Đây chân ốc này. Đây chân ốc này. Amen. Đây. Cái bánh để dò sóng. Đây. À, sóng nó rơi ra. Lát nữa lắp lại. Đây nó giữ bằng có hai cái này thì. Đấy, nguyên bản của nó đấy nhé, chứ không phải chế cháo gì đâu, đây nguyên bản của nó như vậy đấy. Đài này ăn điện 220V. Đài 3 cục. Đài hai loa đây. Đài này có cái video giới thiệu 6 chiếc đài thì báo thóc rồi, 400.000 đồng. Thế nhưng mà bây giờ có sự thay đổi, xin thưa tới quý vị và các bạn. Tình trạng hoạt động bây giờ sau khi cho ăn điện là băng cassette là chạy được hai chiều. Đây, bộ cơ có vớt. Cơ này giống cái cơ của đài Sony 3 số 7. Đây, cơ có vớt đầu tư xoay. Chạy được hai chiều. Đường line in hoạt động bình thường. Con này có line in nhá. Đấy. Băng cassette hoạt động bình thường này, line in hoạt động bình thường này. Bộ equalizer này hoạt động bình thường này. Radio thì nó lại chỉ được có băng sóng AM thôi chứ còn FM không được. FM người cũng ngồi vào đây. Đây, ngồi vào đây thay cả Thạch Anh ấy cũng chả được. Bỏ qua luôn. Thay Thạch Anh không được phát bỏ qua luôn. FM nó cứ sùi ngục không bắt được. Còn AM thì nét, AM thì được một sóng nét. Đấy. Thì cái đài này nè, ví dụ như mà ai mà nghe lay in, lay in với lại bằng cassette với lại nghe bằng sóng AM thôi, chứ còn FM mình không sửa được. Đây. Đấy, thay Thạch Anh rồi. Thay Thạch Anh rồi không được. Bây giờ mà ngồi mà sờ lần vào đây thì có khi là được, có khi cũng chẳng được. Thế nên là bỏ qua luôn. Đài này lúc giới thiệu là 400.000 đồng. Bây giờ FM nó không được, nó chỉ được có mỗi AM thôi. Bây giờ 300.000 đồng. 300.000 đồng thì xin thưa tới quý vị và các bạn. 80.000 tiền thùng xốp. 20.000 cái dây nguồn. Là vòng 100.000 đồng rồi. Thế mà lấy 300.000 đồng thì tính ra trị giá chỉ còn có 200.000 đồng. 200.000 đồng cái đôi loa này chả có nhẽ không bán được 150. 100 đi, thế thì còn có 100.000 đi cục máy này. Đấy, đang bóc tách ra để quý vị và các bạn thấy được. Thế nên là mong quý vị và các bạn cũng không nên mặc cả trả giá nữa. 300.000 đồng là không thể rẻ hơn được. Không thể rẻ hơn được. Thế còn nếu mà dưới thì thôi. Dưới thì chuyển trạng thái sang phan đình đáp. Đấy. Đôi loa này kiểu gì chả bán được 150. Nhá, kiểu gì chả bán được 150. Nói to, đôi loa nói to. Đấy. Thế còn ví dụ như thế thì đôi loa 150 còn có cái cục máy 50.000 thì phá luôn rồi. Nếu mà không được 300.000 cái đài này thì phá luôn rồi. Không bán nó để bán loa thôi, phá luôn rồi, bán mô từ, bán bộ cử này, mô từ đấy, đây bộ phên vỉ đây, ở đây lại còn biến áp nguồn nữa, đây bộ phên vỉ đây, đấy, đây chiết áp này, volume to nhỏ này, đấy, volume to nhỏ này không có cái khác để thay đâu. Bây giờ vẫn chỉnh bình thường đấy, thế nhưng nó hơi 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 dư này, hơi dư.
cái độ dơ này của nó nhiều. Đây, mặt dưới này, mặt dưới của bộ phiên vỉ này. Đấy. Đây này. Chỗ này vừa thay con thạch anh ở chỗ này, này. Con thạch anh FM. Vừa thay con thạch anh không được thôi bỏ qua luôn. Đây là dây dợ ngắn lắm, cái đài này dây nó ngắn lắm đây. Khuếch đại đầu từ đây. Nguồn đây, bên trong nguồn này. Bên trong nguồn zin nhá. Đấy, bên trong này. Thôi thì tình trạng cái đài mình cũng đã báo cáo rõ nét rồi. Nhắc lại với lại quý vị và các bạn để mọi người nghe cho nó rõ nét hơn. Đài này ăn điện 220V, đài 3 cục. Tình trạng hoạt động sau khi cho ăn điện, line in đang hoạt động tốt. Đây đường line in này này. Đấy. Line in đang hoạt động tốt bình thường. Băng cassette đang hoạt động bình thường nhá. Băng cassette đang hoạt động bình thường. Radio chỉ nói được băng sóng AM thôi chứ còn FM nó cứ xuống ục không bắt được cái gì cả. 300.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Thôi dừng video ở đây để cơm cháo thôi. Trân trọng cảm ơn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.